Kim, Trúc, cuối cùng cũng tìm được hai cậu rồi. Thằng ăn xin này, sao mày biết tên bọn tao mà gọi? Này, hình như nó là thằng Nam. Cái gì? Đúng rồi, mình là Nam đây. Nam? Thế nhưng mà Nam sao lại ăn mặc như cái thằng ăn xin thế này? Bây giờ kinh tế khó khăn, công ty của mình bị phá sản rồi. Hai cậu có thể cho mình xin lại số tiền ngày trước mà hai cậu vay mình được không? Cái gì? Công ty của mày phá sản rồi? Bảo sao? Bảo sao mà bây giờ phải đi làm ăn xin nhờ? Đúng là cuộc sống không biết chờ điều gì. Đường đường là chủ tịch công ty SVM, vậy mà có ngày lại phải đi ra đường để ăn xin. Thời buổi kinh tế khó khăn quá, mình cũng không thể nào cố gắng để vực lại công ty được. Chính vì vậy công ty mình mới phá sản. Bây giờ hai cậu cho mình xin lại số tiền mà hai cậu đã vay mình được không? Mày nói cái gì đấy? Bọn tao vay tiền của mày khi nào hả? Trúc, cậu có nhớ là bọn mình có vay tiền của nó không? Sao trí nhớ của tớ dạo này kém quá, chả nhớ là mình vay tiền của ai hay là cái gì cả. Vay á? Một người đường đường như chúng ta làm gì mà phải đi vay một thằng ăn xin. Này, nếu mà túng quẫn quá ấy thì cứ nói thẳng, không phải bịa chuyện ra làm gì. Nói thẳng ấy, quỳ xuống đây rồi xin bọn tao cho vài đồng mà sống qua ngày. Cái thằng ăn xin như mày mà cứ sĩ diện như thế thì chỉ có chết đói thôi. Cho nên là quỳ xuống đây, quỳ xuống xin bố thì bố cho mày mấy đồng để mà ăn tiêu nhá. Tại sao các cậu lại có thể nói như thế? Rõ ràng các cậu vay mình 800 triệu. Các cậu còn ghi cả giấy nợ đàng hoàng mà. Thế giấy nợ đâu? Đưa giấy nợ ra đây thì bọn tao trả cho mày thế thôi. Tôi thật sự là lúc đó công ty của tôi vẫn đang làm ăn được. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện lấy lại. Cho nên bây giờ tờ giấy vay nợ đó thất lạc ở đâu tôi cũng không rõ. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng hai cậu vay tôi số tiền đó, tôi không hề bịa ra. Có ấy thì là không có. Không có bằng chứng ấy thì đừng có đòi tiền. Thôi, nể tình bạn cũ, tao bố thí cho em một ít tiền. Hôm nay bọn tao họp lớp, không muốn nhìn thấy cái mặt mày ở bên trong, cho nên là cầm lấy và cút đi em. Pi Nam đúng không? Cậu là Lan Anh đây. Trời ơi, bao nhiêu năm không gặp, cậu không nhận ra mình à? Đúng Lan Anh rồi. Bây giờ nhìn cậu khác quá, mình không nhận ra, mình xin lỗi nhá. Hôm nay lớp mình có buổi họp lớp đấy. Vốn dĩ tớ định gọi điện cho cậu, nhưng mà không biết làm cách nào có thể liên lạc được. May quá gặp cậu đây rồi, đi cùng mình đến buổi họp lớp đi. Mọi người đang chờ ở đấy đấy. Nhưng mà... Nhưng nhịn cái gì nữa, mọi người đang chờ rồi đấy. Đi, nhanh lên, nhanh lên. Cậu vào đây. Kim, Trúc, hai cậu nhìn xem, mình dẫn ai đến này. Cái thằng này, ta đã đuổi mày đi rồi, mày còn đến đây làm cái gì? Kim, tại sao cậu nói như vậy? Nam là người mà mình mời đến mà. Lan Anh này, cậu làm sao đấy? Đây là buổi họp lớp, tự nhiên lại dẫn tên ăn xin nào vào đây? Cậu nói chuyện hơi quá rồi đấy. Ngày trước Nam từng là bạn học của mình, tại sao bây giờ cậu lại có thể nói là ăn xin được? Bạn bè đấy thì cái thằng này, cậu không thấy nó hôi hám bẩn thỉu à? Nó ngồi ở đây ăn cùng mâm thì làm sao mà nuốt trôi được? Đúng rồi đấy, đuổi nó cút đi đi. Hai cậu quá đáng lắm rồi đấy. Nói người khác thì cũng phải quan tâm đến cảm xúc của họ chứ. Không phải là muốn nói gì thì nói đâu. Thôi, Lan Anh, mình về đây. Cậu đứng yên ở đấy, không việc gì phải về. Mình nhớ lúc trước ấy, khi gia đình nhà cậu làm ăn phát đạt thì cậu giúp đỡ hai người bọn họ không ít. Thế mà chẳng hiểu tại sao bây giờ, khi mà cậu xa cơ thế này, bọn họ lại coi thường cậu. Đấy là chuyện của bọn tao, không liên quan đến mày. Mày đừng tưởng là tao không biết ý đồ của mày là như thế nào. Cho nên là đừng có ra vẻ người tốt nữa. Cái thằng này nó phá sản rồi, đừng có ra vẻ nữa. Thôi. Mày mau dẫn nó đi ra khỏi đây đi. Cái mùi bốc lên kinh chết đi được. Tao buồn nôn lắm rồi đấy. Tao nhìn mày cũng đói lắm rồi. Thế nên là tao bố thí cho mày chỗ xưa này. Ăn xong rồi thì cút. Cậu quá đáng rồi thôi nhá. Quá đáng cái gì? Tôi thấy nó ăn xin bẩn thỉu, cho nên là cho nó một chút thương. Theo tôi lắm rồi, không cảm ơn thì thôi, trách móc bằng cái gì. Đúng rồi đấy, có cơ hội gặm xương ấy thì nên gặm đi. Mấy khi mới được gặm xương ở nhà hàng 5 sao, kiểu sau này không có xương mà gặm đâu. Hai người Lan Anh, bọn mình đi ra quán khác ăn đi. Cậu nói đúng, mình ra chỗ khác ngồi ăn.
chứ ở đây hít thở không khí chung với hai người này bốc mùi hôi thối, không thể làm chịu nổi. Kìa anh, nó dám chửi bọn mình kìa. Em kệ bọn nó đi, bọn nó không làm gì được mình, cho nên là chửi vài câu cho đỡ bực thôi. Em chấp làm cái gì? Cậu ăn từ từ thôi, không bỏ miệng bây giờ. Này này, uống nước đi, uống nước đi, uống nước đi. Khó quá. Lâu lắm rồi, mình mới được ăn một bữa ngon thế này đấy. Mà cậu làm sao vậy? Mình nghe nói công ty của cậu bị phá sản, nhưng mà mình không ngờ là cậu lại thành ra bộ dạng thế này luôn ý. Trước lúc công ty mình phá sản, mình cứ nghĩ rằng sẽ thu hồi nợ được, cho nên mình chủ quan, mình mang hết tiền đi trả nợ rồi trả lương cho nhân viên. Khi công ty bị phá sản, mình mới đi tìm gặp những người mà trước đây mình đã từng cho họ vay tiền. Thế nhưng mà khi gặp mình thì họ luôn lảng tránh và tỏ ra không quen biết mình. Thế họ không trả tiền cho cậu à? Không những họ không trả tiền, họ còn sỉ nhục mình cơ. Như thái độ của Kim và Trúc ngày hôm nay, cậu cũng thấy rồi đấy. Đúng là còn tiền, còn bạc, còn huynh đệ. Hết tiền, hết bạc, hết anh em. Bọn họ quá đáng thật đấy. Thì rốt cuộc bọn họ nợ cậu bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều, 800 triệu thôi. Cái gì? 800 triệu? 800 triệu mà bảo là không nhiều? Không được, mình nhất định phải đi đòi lại số tiền này cho cậu. Hay là thôi, mình thấy đòi tiền bọn họ cũng không dễ đâu. Thôi cái gì mà thôi, bọn họ vay tiền của cậu thì phải có trách nhiệm trả. Với lại bây giờ cậu đang khó khăn thế này nữa, cậu cần số tiền đó hơn bất kỳ ai. Không thể nào để cho bọn họ ôm trọn số tiền đấy của cậu được. Đứng lại đấy. Này, nó lại tới kìa. Đến đây làm gì đấy? Này, mày đưa thằng ăn mày qua lại đây để xin tiền bọn tao đấy à? Này, hay là lúc nãy anh cho nó cục xương ngon quá, cho nên bây giờ nó phải quay lại đây để xin thêm. Thằng ăn mày, tao bảo này, nếu mà muốn gặm xương ấy thì bảo tao một câu để tao gói thêm cho mày mang về gặm dần dần nhé. Tôi chưa từng thấy ai mặt tày nhai người đấy. Đã đi vay tiền của anh Nam rồi, thế mà bây giờ lại còn tỏ thái độ trịnh thượng, tức là không biết xấu hổ. Này, mày bảo mặt dày đấy. Tôi nói hai người đấy, hai người ngày xưa vay tiền của anh Nam, thế mà bây giờ lại còn quay sang khinh thường anh ấy. Lương tâm của hai người để đâu vậy? Mày lấy gì mà bảo bọn tao vay tiền của nó? Nhìn nó có khác gì thằng ăn mày không? Lấy đâu ra tiền để mà bọn tao vay? Ai cũng từng biết, ngày trước anh Nam là một chủ tịch của một công ty lớn, anh ấy đã từng giúp đỡ hai người như thế nào. Đừng có nói với tôi là hai người chưa từng được anh ấy giúp đỡ nhá. Đúng, bọn tao chưa từng vay tiền của nó. Này, mày nghĩ xem, những người như bọn tao mà phải đi vay tiền của một thằng ăn xin à? Mày có óc không đấy? Óc mày óc heo à? Mày ngu thế? Hai người có dám thề là chưa từng vay tiền của tôi không? Ngày trước hai người đến gặp tôi, khi hai người gặp khó khăn, hai người khóc lóc muốn vay tiền của tôi, hai người không nhớ à? Việc đếch gì mà tao phải thề với mày? Tao bảo không vay là không vay. Tốt nhất là chúng mày mau tránh ra, chứ để tao cáu thì đừng có mà trách. Bọn tao không tránh đấy. Đã vay tiền của anh Nam, bây giờ lại còn không trả. Lương tâm của các người bị chó tha rồi à? Con danh kia, mày bảo ai lương tâm chó tha đấy à? Mày có tin tao vả cho mày tỉnh ngộ luôn không à? Tôi bảo hai người lương tâm chó tha đấy. Có giỏi đánh đi, đánh tôi đi, xong rồi tôi sẽ kiện hai người, cho hai người đi tù luôn. Mày làm anh. Này, mày nói tao vay tiền của nó đúng không? Vậy bọn mày có đưa được ra chứng cứ gì không? Tôi nếu không đưa được chứng cứ nào ra chứng minh ý, thì tốt nhất là im mồm vào. Mà định kiện tao cái gì? Kiện thử xem tao có bị tội gì không? Đúng rồi đấy, để xem lúc đấy lên đồn công an, công an sẽ tin một thằng ăn xin hay là tin những người thành đạt như chúng tao? Tao bảo này, ở đời chọn bạn mà chơi, đừng có mà chơi với cái loại nghèo mặt hạng như nó. Cẩn thận, không thì mày cũng thấp hèn như nó đấy. Chúng ta đi thôi. Đúng là cái lũ ăn mày ăn vạ, đừng hòng xin của bọn tao lấy một đồng. Ôi dào, cậu tin cái lời thằng đấy làm gì? Nó bây giờ nghèo túng quá nên là bịa ra chuyện để tính vòi tiền mà. Lúc sáng gặp á, tôi chửi cho nó một trận rồi. Ai gọi đây? Cảm ơn nhá. Rồi, có gì nói chuyện sau. Ai gọi anh đấy?
là thằng Hải. Nó bảo là nó vừa gặp thằng Nam con Lan Anh. Hai đứa chúng nó dám đi rêu rao khắp nơi là mình mượn tiền không trả đấy. Nó dám đi nói như vậy á? Đấy, em đã bảo với anh rồi, đáng lẽ ra mình phải cho nó một trận. Tại mình dễ dãi quá cho nên nó mới không xem mình ra gì đấy. Anh đang tính xem ra mình phải tìm cách đuổi thằng Nam ra khỏi thành phố thôi. Chứ mà để chúng nó cứ đi rêu rao như thế này thì bọn mình mất uy tín mất. Anh tính đuổi thằng Nam ra khỏi thành phố á? Chứ còn gì nữa, ngoài cách đấy ra có cách nào đâu. Em đang nghĩ gì đấy? Em thấy cách đấy của anh không ổn đâu. Sao lại không ổn? Thì cái cách mà anh tính đuổi thằng Nam ra khỏi thành phố ấy. Em làm sao vậy? Không đuổi nó đi để mà nó phá bọn mình à? Chân thì mọc trên người của nó, nó thích đi đâu là quyền của nó. Anh nghĩ mình quản được à? Với cả ấy, anh càng làm như vậy thì có khi càng khiến nó ghét anh hơn thôi. Vậy không làm như thế thì còn cách nào khác? Em tính thế này, hay là mình cho nó vào công ty của mình làm việc? Cái gì? Em tính cho nó vào công ty của mình làm việc á? Không được. Sao lại không được? Để thằng Nam nó vào công ty của mình làm việc, để mà nó rêu rao khắp nơi là mình đi mượn tiền xong rồi không trả à? Như thế là mất uy tín đấy. Anh đúng là đồ ngốc, chỉ biết nhìn trước mắt mà không biết nhìn lâu dài. Để em nói cho anh biết nhá, anh có thấy rằng thằng Nam là một người rất có tài đúng không? Thì chuyện đấy cũng công nhận. Nếu như mà nó không có tài thì nó không thể nào gây dựng nên một sự nghiệp từ hai bàn tay trắng được. Thì đấy, bây giờ ấy, dù cho nó có phá sản thì đầu óc của nó vẫn còn đấy, kiến thức của nó vẫn còn đấy, đúng không? Cho dù như vậy thì có liên quan gì đến bọn mình? Sao lại không liên quan? Bây giờ nhá, mình sẽ lợi dụng kiến thức của nó, cho nó vào công ty của mình làm việc để cống hiến cho công ty của chúng ta. Như vậy có phải là có lợi hơn không? Em nói cũng có lý, nhưng mà chắc gì nó đã chịu đến công ty của mình làm việc. Em quên là mình còn đang nợ thằng Nam một khoản tiền lớn chưa trả. Nó thù bọn mình còn chưa hết, bây giờ cứ như thế thì nghe không ổn đâu. Anh nghĩ xem, bây giờ nó không làm cho mình thì làm cho ai? Ai chịu bỏ tiền ra để thuê một thằng ăn xin như nó? Nếu như nó biết suy nghĩ ấy, thì nó phải biết rằng thà là có công việc còn hơn là suốt ngày ăn xin đầu đường gió chợ. Em nói cũng có lý đấy. Vậy thì chúng ta nhanh đi tìm nó thôi. Nam, cuối cùng thì bọn mình cũng tìm được cậu rồi. Nam, cậu đi đâu mà vội thế? Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Hai người tìm tôi làm gì? Hai người tìm tôi định sỉ nhục tôi nữa à? Kiển Nam, chuyện ban sáng là do bọn mình hơi quá đáng, cho nên là đến đây để xin lỗi cậu mà thôi. Đúng rồi đấy, bọn tớ thấy rằng sáng nay bọn tớ làm như vậy là rất là quá đáng với cậu. Bọn tớ biết sai rồi, bọn tớ xin lỗi, cậu bỏ qua nhá. Anh Nam. Hai người nói sao? Hai người muốn mời tôi về công ty của hai người làm việc. Đúng vậy. Bây giờ cậu đang thất nghiệp, làm ăn xin thì bữa đói bữa no. Vậy thì chi bằng đến chỗ tôi làm việc, tôi sẽ lo cho cậu ăn no uống đủ. Vậy hai người dự định sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền? Chưa gì mà cậu đã đòi lương rồi à? Ai biết được cậu làm những việc gì mà trả lương cho cậu? Ý của hai người là không định trả lương cho tôi? Kìa cậu Nam, bây giờ cậu đang ở đầu đường xó chợ. Nếu như đến công ty tôi làm thì tôi sẽ lo cho cậu ăn uống đầy đủ miễn phí. Như thế đã là tốn một khoản tiền rất lớn của tôi rồi. Và lại những cái bộ đồ rách cậu đang mặc trên người chưa đủ đẳng cấp để đến công ty của tôi làm việc đâu. Đúng vậy, cậu về công ty của tôi, chúng tôi phải đầu tư quần áo cho cậu. Như thế là rất tốn kém rồi. Bây giờ cậu lại còn đòi trả lương, khác gì ăn cướp không? Nói tóm lại là hai người cũng không định trả lương cho tôi. Trước mắt thì là như thế. Tôi cho cậu đến công ty của tôi làm việc đã là làm ơn làm phước cho cậu rồi. Cậu đừng đòi hỏi quá. Không được. Lan Anh, tại sao cậu lại ở đây? Nếu như tôi không ở đây thì chắc chắn cậu bị bọn họ lừa rồi. Hai người thừa biết, với trình độ của Nam, khi Nam xin việc ở bất kỳ công ty nào thì mức lương không hề thấp.
đằng này hai người lại chỉ bao ăn ở Nam, rồi để cho Nam làm việc miễn phí cho hai người à? Sao hai người tham quá vậy? Này, sáng giờ tôi nhịn cô rất là nhiều rồi đấy nhá. Không phải việc của mình ý, thì đừng có mà xen vào. Tôi thấy chuyện bất bình cho nên can thiệp vào thôi. Hai người đã quỵt tiền của Nam, bây giờ lại còn bắt Nam làm việc miễn phí cho hai người nữa. Lương tâm của hai người ở đâu vậy? Cô... Bạn anh, cậu đừng nói nữa. Nhưng mà bọn họ đang lợi dụng cậu đấy. Đây là mình tự nguyện mà. Cái gì? Tôi đồng ý đến công ty của hai người làm việc. Đúng là ngu xuẩn. Em chưa thấy một thằng nào đi làm thuê không lương mà lại chăm chỉ như nó. Đúng là lần đầu mới gặp đấy. Nếu như nó không ngu ấy, thì công ty của nó đâu phá sản đâu. Em nghĩ ra cách này cũng hay thật. Lợi dụng nó để làm giàu cho bọn mình. Đúng là một công đôi việc. À mà này, lúc sáng nay nó vừa đưa cho em một bản thiết kế, em thấy cũng rất khả thi. Dự định sắp tới em định đưa bản thiết kế đấy ra để sản xuất ấy. Anh thấy thế nào? Anh thấy được mà. Mình cứ lợi dụng nó thôi. Thằng Nam tuy ngu nhưng mà bản thiết kế của nó luôn thuộc hàng tốt. Đảm bảo tháng này mình bán hàng không kịp đâu. Sao lại có thể có chuyện như vậy được? Cậu mau giúp tôi điều tra rõ chuyện này xem thế nào. Thằng chó Nam, để mà tao tìm được mày là mày chết chắc. Anh Kim, thế nào rồi? Em tìm được thằng Nam chưa? Em đã gọi điện cho nó, đến cả khu trọ của nó nhưng mà không thấy. Nó khóa cửa rồi. Rõ ràng là nó có ý đồ. Không được, chúng ta phải mau chóng tìm ra được nó. À đúng rồi, mình sẽ đến tìm con Lan Anh. Chắc chắn nó biết thằng Nam nào ở đâu. Đến gì mình bàn với cậu thì cậu cứ cho triển khai dần đi nhé. Thằng Nam! Thằng Nam! Mày đứng lại đây cho tao! Có chuyện gì vậy? Trời, nó này! Mày còn định hỏi bố mày hả? Này! Làm cái gì vậy hả? Bỏ tay ra! Ây! Đâu! Tất cả mọi việc này xảy ra, hai người phải tự trách bản thân mình trước đã. Tại sao lại trách tôi? Là do mày ăn cắp bản thiết kế của người khác. Liên quan gì đến bọn tao? Thích đổ lỗi không? Này! Tao nói cho mày biết, cái tội ăn cắp bản thiết kế là tội không nhẹ đâu. Cho nên mày chuẩn bị mà đi tù đi. Hai người có gì chứng minh được tôi là người vẽ bản thiết kế đó không? Hai người nên nhớ rằng tôi vào công ty của hai người làm việc không hề có hợp đồng. Và bản thiết kế đó cũng đứng tên của anh Kim. Tất cả sự việc này đều là do lòng tham của hai người mà ra. Trước khi trách người khác thì hãy tự trách bản thân mình trước đi. Chúng ta đi thôi. Này, nó nói như vậy là sao đấy? Còn làm sao nữa? Lúc nó vào công ty, chúng ta tiếc tiền, không ký hợp đồng với nó. Nên bây giờ làm gì còn bằng chứng mà buộc tội nó nữa? Nói như thế, nghĩa là anh phải gánh hết tội cho nó à? Này, anh có chắc là chủ tịch công ty này sẽ cho mình vay tiền không đấy? Anh đã cho người điều tra rồi. Chủ tịch của công ty này rất tốt bụng. Anh ta luôn ra tay giúp đỡ những công ty nhỏ bé và thấp kém hơn mình. Vì vậy, không có lý do nào là anh ta không giúp đỡ công ty của mình đâu. Nhưng mà sao chờ mà anh ta vẫn không đến vậy? Thôi, cố gắng đợi anh ta thêm một lúc nữa. Sao chủ tịch đến? Sao chủ tịch đến? Chủ tịch ạ! Chủ tịch ạ! Chủ tịch! Sao lại là mày? Hai người là ai mà dám ăn nói với chủ tịch của chúng tôi như thế? Cái gì? Thằng ăn xin này mà là chủ tịch á? Hai người... Thôi, cậu cứ đi làm việc của mình đi. Khoan đã. Hai người muốn gì? Anh Nam, công ty này là của anh à? Nhưng mà chẳng phải anh đã phá sản rồi còn gì? Đúng là trước đây công ty của tôi có gặp một chút khó khăn. Nhưng tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó rồi. Vậy tại sao anh đóng giả làm ăn xin để đi đến buổi họp lớp? À, nói ra thì buồn cười lắm. Trước cả họp lớp, tôi mới nghĩ rằng nếu như bây giờ mà tôi phá sản thì không biết bạn bè cũ của tôi sẽ đối xử với tôi như thế nào. Chính vì vậy tôi mới nghĩ ra cách giả làm ăn mày để thử lòng mọi người. Không ngờ tôi cũng mở mang tầm mắt thật.
Số tiền tôi cho hai người mượn, tôi sẽ không đòi lại đâu. Nhưng tôi sẽ không giúp đỡ hai người thêm một lần nào nữa. Đừng tìm đến tôi. Nam ơi, thật sự là công ty của tôi đang gặp khó khăn. Nếu như mà cậu không giúp thì sẽ phá sản mất, xin cậu. Đúng rồi đấy, anh Nam ạ. Anh nể tình dù sao cũng là bạn học cũ mà giúp chúng tôi đi mà. Lúc các người gặp khó khăn thì tìm đến tôi mới nhớ tôi là bạn. Còn lúc tôi khó khăn, cần sự giúp đỡ của các người thì sao? Tôi không trả đũa hai người là may lắm rồi. Hai người còn muốn tìm đến tôi nhờ sự giúp đỡ à? Trên đời này không có điều gì dễ dàng như vậy đâu. Mình không ngờ cậu lại là chủ tịch của FVM đấy. Mà công nhận cậu rảnh thật đấy. Đường đường là chủ tịch, thế mà không lo tập trung làm ăn đi, lại còn giả vờ thử lòng với người khác nữa. À, tại vì hôm đó trước khi đi họp lớp, mình có vô tình xem được mấy cái clip chủ tịch giả nghèo và cái kết của cái ông gì mà Đức giáo sư ở trên mạng ấy. Mình thấy cũng thú vị, cũng hay hay, cho nên là mình muốn thử. Nhưng nhờ có vậy thì mình mới biết được là bộ mặt thật của một số người, và cũng nhận ra được ai mới là người thật sự tốt với mình. Cậu thì hay rồi, còn chẳng bù cho mình, lo muốn chết. Cứ lo là cậu bị tên Kim và Trúc lừa thôi. Mình xin lỗi, đã làm cậu phải lo lắm. Đáng lẽ ra mình nên nói với cậu sớm hơn. À, mình có quà cho cậu đấy. Tặng quà cho mình á? Nhưng mà tự nhiên lại tặng quà. Tại vì mình thấy cậu đi làm xa quá, cho nên mình muốn tặng cậu một chiếc xe để cậu đi cho tiện. Cậu tặng mình ô tô à? Cứ như là tặng xe mô hình vậy. Tại sao phải tặng lớn như vậy? Cậu cứ nhận lấy đi. Đối với mình ấy, thì chiếc xe này không quý giá bằng tình cảm mà chúng mình dành cho nhau. Cho nên cứ nhận đi cho mình vui. Nếu mà cậu đã coi trọng tình bạn của chúng mình như vậy rồi, thì càng không nên tặng mình món quà đắt tiền thế này. Cậu tặng mình xong, mình cứ cảm thấy khó xử thế nào ấy. Nhưng mà... Thay vì đó, cậu mời mình đi ăn đi. Mình nhất định sẽ ăn thật ngon, và sẽ ăn đến khi nào mà cậu cháy túi thì thôi. Được, mình cũng biết một cửa hàng có đồ ăn ngon lắm. Vậy thì chúng mình cùng đi ăn nhá. Phải đi luôn chứ, mình nhất định sẽ không khách sáo đâu. Đi thôi.